Hello, sửa bằng xe Tuấn Anh xin chào tất cả anh em. Hôm nay một buổi chiều đầu tuần, sửa mình lại tiếp tục lên các mẫu xe nguyên bản cho một người anh em đến từ Hà Tĩnh và một người anh em đến từ Thanh Hóa. Hai mẫu xe này thì trong tuần này mình sẽ bàn giao về cho hai người. Và buổi chiều hôm nay thì mình cũng quay cái clip để cho anh em theo dõi và biết tiến độ xe đang lên như thế nào. Và tất cả các anh em đang chờ hồ sơ bên sửa mình thì cố gắng đợi thêm một thời gian nữa, hồ sơ về mình sẽ lên xe. Còn anh em đang có xe dọn bên sửa mình cũng chờ mình thêm để mình lên xe cho anh em ok nhất có thể và bàn giao cho anh em nhé. Chúc anh em có một buổi chiều vui vẻ và chúc anh em nghe nhạc vui vẻ. Luôn chê anh và xấu hổ với bạn bè vì vẻ bề ngoài của anh. Anh yêu nó vì nó đẹp hơn anh, đúng không? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Nhớ đôi môi của em.
bàn bạc.